bốn phẩm không hòa hợp lại nữa thiện hiện người học pháp thì ưa thích lắng nghe ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người trì pháp thì tham đắm thì lạc tiêu cực không chịu nói không muốn trao cho bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát hiện hiện người trì pháp tâm không tham đắm hỉ lạc cũng không tiêu cực muốn nói muốn trao bát nhã ba la mật đa sâu xa và dùng phương tiện khuyên gắng thọ trì đọc tụng tu tập còn người học pháp thì tiêu cực tham đắm hỉ lạc không muốn nghe thọ nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người học pháp thì ưa thích lắng nghe ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn người trí pháp thì muốn đến những nơi nào không được dạy trao bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện người trí pháp thì muốn nói, muốn trao bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện khuyên gắng ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập còn người học Pháp thì muốn đến những nơi nào mà không được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện người trí Pháp thì đầy đủ ác dục lớn ưa chuộng danh lợi, được cung kính cúng dường y phục, thức ăn, nước uống, giường trọng thuốc men, và các của cải khác với tâm không nhàm chán. Còn người học Pháp thì ít muốn vui đủ, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm định tọa chán lợi dưỡng, sợ cung kính danh dự, hai bên không hòa hợp. Nên không được dạy trao, nghe thọ, thi chép, đọc tụng, tu tập, bát nhã, ba la, mật đa sâu xa Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát Thiện hiện, người trì Pháp thì ít muốn vui đủ, Tu hạnh viễn đi, dõng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm định tuệ chán lợi dưỡng sợ cung kính danh dự còn người học pháp thì đầy đủ áp dụng lớn vừa chuộng danh lợi được cung kính cúng dường y phục thức ăn nước uống giường trọng thuốc men và các của cải khác với tâm không nhàm chán hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la bật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trí pháp thì đầy đủ 12 công đức đỗ đa Hạnh đầu đà đó là ở chỗ thanh vắng thường khất thực Mặc y phấn tảo nhận một bữa ăn, ăn một lần Ăn những gì khất thực được ở bãi tha ma, ở nơi đồng trống, ở dưới gốc cây Thường ngồi không nằm, nghỉ đâu cũng được Chỉ chứa ba y, còn người học Pháp thì không muốn thọ 12 công đức đố đa, đó là ở chỗ thanh vắng cho đến không chứa ba y. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người học pháp thì đầy đủ 12 công đức đỗ đa, đó là ở chỗ thanh vắng cho đến chỉ chứa 3 y, còn người chỉ pháp thì không thọ 12 công đức đỗ đa, đó là ở chỗ thanh vắng cho đến không chứa ba y, hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện Người trì pháp thì có lòng tin, có thiện pháp, vì muốn người khác nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện khuyên gắng ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập. Còn người học pháp thì không có lòng tin, không có thiện pháp, không muốn lắng nghe thọ trì. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy bảo. Nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của Bồ Tát thiện hiện người học pháp thì có lòng tin có thiện pháp muốn cầu lắng nghe ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người trì pháp thì không có lòng tin không có thiện pháp không muốn dạy trao hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trì pháp thì tâm không keo kiệt thường bố thí tất cả, còn người học pháp thì tâm keo kiệt không bố thí gì cả. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát thiện hiện người học pháp thì tâm không keo kiệt thường bố thí tất cả còn người trì pháp thì tâm keo kiệt không bố thí gì cả hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện, người học pháp thì mong muốn cúng dường cho người trì pháp y phục, thức ăn, nước uống, giường chõng thuốc men và các thứ của cải khác, nhưng người trì pháp thì không muốn thọ dụng. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát Thiện hiện, người trì pháp thì mong muốn cung cấp cho người học pháp y phục, thức ăn, nước uống, giường trống, thuốc men và các thứ của cải khác, nhưng người học pháp thì không muốn thọ dụng, hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép, đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện người trì pháp thì thành tựu khai trí không muốn nói rộng còn người học pháp thì thành tựu diễn trí không muốn nói lược hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát thiện hiện người học pháp thì thành tựu khai trí chỉ muốn nói tóm lược còn người trì pháp thì thành tựu diễn trí chỉ muốn nói rộng hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa, thiện hiện, người trì Pháp thì muốn hiểu biết rộng rãi về ý nghĩa 12 phần giáo theo tuần tự, đó là khế kinh, ứng tụng, biệt ký, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, bổn sự, bổn sanh, phương quả hy Pháp, thí dụ, nghị luận. Còn người học Pháp thì không muốn hiểu biết rộng rãi về ý nghĩa 12 phần giáo theo tuần tự, đó là khế kinh cho đến luận nghị. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát thiện hiện người học pháp thì muốn hiểu biết rộng rãi về ý nghĩa mười hai phần giáo theo tuần tự đó là khế kinh cho đến luận nghị còn người trì pháp thì không muốn hiểu biết rộng rãi mười hai phần giáo theo tuần tự đó là khế kinh cho đến luận nghị hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trì pháp thì thành tựu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa còn người học pháp thì không thành tựu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát thiện hiện người học pháp thì thành tựu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa còn người trí pháp thì không thành tựu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trì pháp thì có phương tiện thiện xảo đối với sáu pháp ba la mật đa còn người học pháp thì không có phương tiện thiện xảo đối với sáu pháp ba la mật đa hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát Thiện hiện người học pháp thì có phương tiện thiện xảo đối với sáu pháp ba la mật đa còn người trì pháp thì không có phương tiện thiện xảo đối với sáu pháp ba la mật đa hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trì pháp đã được môn đà la ni còn người học pháp thì chưa được môn đà la ni hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát thiện hiện người học pháp đã được môn đà la ni còn người trì pháp thì chưa được môn đà la ni hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trì pháp thì muốn cung kính ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người học pháp thì không muốn cung kính ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát thiện hiện người học pháp thì muốn cung kính ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người trì pháp thì không muốn cung kính ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người trì pháp thì đã lìa trần cấu keo kiệt đã lìa các triền cái tham dục sân nhuế trầm, ngủ nghỉ, dao động, ác tác, hối hận, nghi ngờ. Còn người học Pháp thì chưa lìa trần cấu keo kiệt, chưa lìa các triển cái tham dục cho đến nghi ngờ. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã, ba la, mật đa sâu xa nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện người học Pháp thì đã lìa trần cấu keo kiệt, đã lìa các triển cái tham dục cho đến nghi ngờ còn người chỉ pháp thì chưa lìa trần cấu keo kiệt, chưa lìa các truyền cái tham dục, cho đến nghi ngờ hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe thọ ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện có các thiện nam thiện nữ trụ bồ tát thừa khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế có người đến nói các sự khổ trong địa ngục bàng xanh ngạ quỷ và nói ngay thân này ông hãy tinh tấn diệt hết khổ để được vào niết bàn Cần gì phải ở mãi trong biển lớn sanh tử chịu trăm ngàn sự khổ khó kham nổi để mong cầu đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các thiện nam thiện nữ này nếu do lời kia mà đối với việc ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không được rốt giáo thì nên biết đây là ma sự của bồ tát. Hết quyển thứ 440.